Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào các bạn nhé. Mưa quá mưa bạn ơi. Sáng giờ bên em ăn cơm xong buổi trưa mưa tới giờ này luôn. Giờ này tới chiều luôn rồi. 3 giờ mấy à. Mới tạnh mà trời còn đang thui nữa bạn. Giờ mấy anh em ra đây chài cá nha các bạn. Canh đâu lúc nào. Là kiếm cá cá giờ bắt ra được. Ở đây là quăng chài, quăng cái bằng quăng hên xui các bạn. Cứ quăng đại thấy mà cá nó lên móng này kia thì quăng thôi à. Quăng kiếm cá cha các bạn. Ở đây bên em ra đây quăng phải vài chục chài. Quăng lưu lẹ luôn, thấy nhóc quá. Nó quăng hoài luôn. Quăng hên hên có cá bự rồi. Hai bằng cá linh à. Đó, rớt ra luôn rồi. Đây đầu tiên. Đó. Cái lưng lớn thì rớt. Sao lưới 5 thân mình dính mà cái chạy 4 thân thì lại lưới kia lưới kia lưới qua mạng. Còn cái trên này nè. Cái xác. Mưa tới nữa rồi bạn ơi. Nguyên à, đang kịch nó hết nữa. Không có làm gì được hết. Nó lú ra bị mưa. Ba bốn xuồng chài luôn đó bạn. Cái cá chài để kiếm cá dồ. Cá đường hồng luôn. Bắt luôn. Gì? Chưa chết. Tới đâu mưa rồi chứ. Gào ngang cái nướng này. Đó, vô linh. Linh. Cái linh này. Vô rồi. Vô cái linh này. Vô. Quá trời ơi, cái linh. Cái linh còn bành bành con. Rồi vô. Giết lại. Ôi dồi ôi. Linh con con quá trời luôn. Cái linh bằng lộn nhau. Cái linh trời ơi. Con nào nó như con trâu vậy. Mà cái này mà lưới ba con rưỡi đẩy xuống đã lắm ha. Con chạy hai em. Chụp cái linh ra. Mình nấu ăn chưa đây luôn. Vô trời mẹ cái linh này ngon. Chịu được mẹ cái linh ngon lắm. Rớt hộp nữa rồi. Lưu lại hả ơi. Lưu lưu lại. Còn cái đó nữa. Còn lại những cái này. Nhấn ở đây nè. Nhấn ở đây nè. Ra đây nè. Rồi nhẹ nhẹ đi. Đó, hộp luôn ha, cá linh nè. Nghe trên cái dòng nước này. Vô còn hết gà.
đây phải anh trời rồi. Lên dưới, lên dưới, có lên lên dưới. Không em một gì. Đó. Đó, đâu. Đây là con hốc luôn. Đấy, con rớt rồi. Có con ở đây nữa. Ừ. Vàng vàng ở đây nè. À. Hai con cấu, con cá linh. Bốc. Chắc mà này có cái ốc. Hai chiếc bo bo màu vàng đẹp quá rồi chạy ghê không? Đó, lên. Chạy nó, mình chạy nhiều chạy mà, tới 30 chạy đó mà. Nãy giờ thì mới có 10 chạy à. Ồ, được kìa. Câu cần ta dính cá bệnh bệnh không trời, cái dảnh bệnh bệnh không rồi không ơi. Chép gì cái dảnh à. Câu nổi ở trên hay gì á. Câu làm ở trên á, câu không có đáng. Ờ, câu cần ta mà. Hai chiếc đẹp ta. Tới dưới select dưới luôn. Chạy tốc độ nó cao lắm. Xuống dưới sông mà lặn lạnh lắm nghe không? Anh nghe bị sâu. Thì cũng lội lên thôi. Nhưng mà lạnh lắm mà, đang mưa à. Được ngơi bày cá linh bây giờ lẻ tẻ đánh lẻ từ con nè. Mang cá dảnh. Đi kiếm hay đi kiếm bày cá linh nè. Bày cá linh, quất bày cá linh phản cào à. Cây quất bày cá linh giống như chài nãy nữa là đủ nấu canh chua rồi. Còn cá dảnh, con cá linh.
lên đấy có cái dẫn bành bành không. Câu trong xác mấy bè mà. Anh cá cóc nửa ký nữa. Nó lên vội. Nóng rồi. Đen phôi nữa. Hai cá linh hả? Ba con. Hai cá linh còn cá có học trò, cá tụi cháu gì. Này cá cóc nó kêu cóc cóc nè. Học trò nó cũng ngóc ngóc. Thôi thôi. Nói xong nó luyện ngoài luôn. Nhỏ hết, nhỏ lại. Cá linh giòn nó đã rồi. Cũng đu rồi. Ngọn nè. Quá nữa. Nè nó mình vô mà mình điển thôi thầy luôn. Giờ không có đem để nó mình chùa với nó ốm đi. Chạy máy đi Hồng. Nặng quá, chạy máy lên đi con. Gió lên quá các bạn ơi. Nên nghỉ trời rồi. Cắm câu đó. Vậy đâu không có con cá là bù lan. Được cũng thơm ghê trời.
chứ ngoài cá cá thơm phức luôn á. Cá cá mè mà rồi nghỉ trời được nhiều cá đây rồi cái ngoài ha bằng mấy cái linh về nó bên chua ha quá trời cái linh luôn kìa cái linh luôn không ghê linh luôn bành bành không có ngu rồi đây còn chuyện cái linh nó nấu bên chua đi còn mình nói cái dẫn kho khóng không có cốt kìa cốt mà cốt rồi dòng lại ảnh thôi thấy cái ca đỏ mình nữa không đó chỗ bụng cây đó ở đâu giờ mấy anh em chuẩn bị nấu canh chua nha mày nấu canh chua cá úc còn cá linh thì mình kho lại nước này cơm mình nấu rồi đúng không ạ cá tới luôn. Rồi. Đây là canh chua. Đang thắng nước màu kho cá nha các bạn. Cá linh kho khóm rồi mẹ cá linh kho khóm các bạn đây nồi canh chua cá úc khóm cà chua bắp cải rồi nãy quên sắc đậu bắp anh em mới ăn cơm xong các bạn ơi đẩy nồi canh chua với mẹ cá kho no luôn rồi phình bụng nha trời thấy cũng còn âm mưu quá không biết có mưa nữa không im im tối mấy anh em câu cá nha các bạn giờ ăn cơm xong nghỉ ngơi tắm rửa xong rồi chút xíu chuẩn bị nếu mà không có mưa rồi đi câu cá tiếp trời tối tạnh mưa để mấy anh em đi câu mà mưa hoài các bạn ơi mưa tới giờ này luôn nè giờ còn lâm râm nữa giờ này gần 10 giờ rồi còn lâm râm hoài chắc đi câu không được luôn rồi các bạn chiều mấy anh em nấu cơm ăn xong cái có một cái file lúc mấy anh em dọn cơm ra ăn các bạn nấu nướng xong chín này dọn lên ăn cái file mình quay lúc ăn cơm cái file nó bị lỗi nên Phương không có đăng lên được nha các bạn nấu đồ ăn cơm nước xong xuôi dọn lên ăn lúc quay ăn thì cái file nó bị lỗi không có dính vô cái file đó được rồi tới tối giờ mấy anh em mới coi lại mới thấy giờ chuẩn bị đi câu mà bị mưa rồi các bạn thôi rồi. Giờ này có nước vô ngủ luôn rồi sáng tính tiếp sáng chắc mấy anh em chạy di chuyển xuống xe đét nha các bạn xa đét chắc cũng cỡ mười mấy cây xuống xa đét lên chợ đi mua ít đồ đi vòng vòng tham quan chợ xa đét ấy. Không ngờ săn bắt ở đây hoài mấy bữa trước thì thất bại hôm nay thì hai ba ngày nay cái chỗ này săn bắt có mà bị mưa không mưa sáng giờ luôn mà chiều đi trời cũng chạy tới chạy lui hoài mưa quay không được máy nó ướt rồi mấy cái file nó bị lỗi nữa thôi giờ này chắc mấy anh em ngủ luôn các bạn ơi thì video của mấy anh em đến đây chắc Phương cũng xin kết thúc cái phần 8 ở đây của chuyến trải nghiệm
7 ngày ở vùng sông nước miền Tây của mấy anh em. Thì ngày mai mấy anh em chạy xuống Sa Đéc, Phương sẽ quay và làm cái phần chính gửi đến cô chú anh chị và các bạn sau. Còn giờ Phương xin kết thúc cái phần 8 ở đây. Giờ xin chào các bạn. Chào các bạn. Xin chào cô chú. Hẹn gặp lại các bạn trong phần chính vào sáng mai nha. Chiều mai. Mày ngủ luôn. Rồi, ngủ ơi. Câu không được rồi. Mồi chiều tóm lưỡi đồ làm mồi đồ ngon lành lắm. Ai ngờ chất quá. Không được như ý ha. Được như ý. Thôi ngủ thôi.